Không có thằng Tây không? Tây đâu nhà gái? Tây là nhà gái. Vào đây, vào đây. Nhanh lên. Phương. Phương ơi. Dạ. Vào đây. Các bà đâu? Phương. Vào, vào đi. Phương nhanh lên. Vào đây cho anh đừng nhờ. Đứng cạnh em thôi. Vào đi. Vào đây đứng đi coi, vào đứng đi. Phương nhớ này. Bắt đầu, Phương này nhớ này. À, có người bê lễ đi. Vào đi, đứng vào đi. Phương nhớ. Điện thoại nữa hả? Đấy ơi. Một, hai nhớ. À cái bên bên em chỉ bên em ngồi bên cái này là đúng rồi. Bên này rồi, nó bên sẽ là đúng rồi. Rồi nhá này. Nhìn đây. Đủ nhá. 1 2 này. Rồi. Là tôi đi hả? Đi rồi. Tôi mang chưa? À anh hầu. Đời tươi nghiêm chỉnh. Để áo chắc lên. Thủ trưởng, hôm nay ngày lành tháng tốt, thay mặt nhà trai xin phép để cho chúng tôi sang đón dâu. Xin mời quan viên họ nhà trai chúng ta vào trong nhà để chúng ta tiến hành buổi lễ. Có hân hô này được không? Cười này dài đúng không? Cười này dài đúng không? Ngọc lên nhìn đấy nhỉ? Ngọc nhìn đi. Ôm hoang được rồi, trời ơi, cái ấy là tôi xuống đấy, cái giải thế xuống thế. Cái lần đầu mới sao cả. Anh Hồ, anh Hồ ca gì cái áo bao cho. Đấy, có cái cao vạt đẹp với anh. Đấy, muốn phanh được đừng nói anh Hồ vạt. Chụp cái máy kia đó để. Cười nha, tất cả nhìn vào ống kính. Các bạn thấy không nhỉ? Thấy lễ kia lấy các bạn cho tắt máy đó. Trước khi đến phòng cưới, các cháu làm lễ gia tiên trước khi ra phòng cưới. Sao đấy là bước nguyên chuyển không, cái này để đứng lên để tắt chú cho cái người xong gà bầy nào mà lại chống đít cho quay thế kia ra sao chưa bầy lên thôi cổ làm sao để đi tiền rồi. To quá là to, không sao không sao. Bây giờ cái tiểu tiết đấy là không không sao cả. Lắp máy. Ống kính phóng viên là đừng tập trung vào cái tiểu tiết đấy là được rồi. Bất cả nó quay đi đâu thì cứ nói luôn. Xong là chính chúng mình nhớ. Lúc nó vô lúc nó ra. Nó không nhảy đất. Mình lúc nó vô lúc nó ra. Không anh không chừng chạc ấy, không nó chừng chạc lắm. Anh Hải chụp cho nó cái thường cho nó cháy đặc biệt cháy cả 3 cái tắt cái trước khi tắt luôn. Chụp mấy cái này đẹp đẹp gửi về. Chụp cái hương này nó chụp vào cho nó cháy đủ 3 cái. Chụp vào cho nó cháy cả 3 cái. Phố giờ đúng sao này tí đi nha. Cháu gài vào đấy, gài luôn một cái mâm cái thuốc của chèm. Cắm vào một chữ đĩa hoa quả hay gài vào đấy. Cắm thẳng vào lên. Bài này cắm vào quả quýt đi. Đặng viện chưa dậy. Chụp ba cái vào, cắm đấy, cắm cho vào một cái quả quýt nào dưới. Chân chiêu, học sẽ chân chiêu. Được rồi. Mấy thằng chưa có vợ nhìn vào nhá. Nhìn vào này. Chiêm đập, không có gì người thân như này. Đây thì cháu nữa. Ba cái thôi. Con gái bao nhiêu người nhưng chuẩn bị cho em như thế các dự phòng có thể dôi lên một tí nhá. Với lại định ơi. Được rồi. Không ơi. Thì cho thêm được rồi. Giờ phần chính không rồi cho tham khảo không gọi nữa. Bảo là một kiểu. Coi đặt đi về. Em đi một tay vào vai vợ đi bên tay này. Thế rồi. Anh ơi. Tại sao không biết được đâu anh? Thôi nhá nhìn đây. Thôi nhá. Con cũng không phải người lớn nhà mình đi nhấc váy thôi. Cái đó đúng chưa nào? Quay nó về nó mới cắt con gà đủ thứ. Quay đi về thang máy vào. Bây giờ tăng máy vào. Bây giờ cả đoàn mày nhà gái mà không chịu được cả đoàn cả nhà. Mọi người chơi đấy, một hai rồi. Đi chậm thôi.
đi rất rõ ràng đúng không? Dạ đấy. Cô đâu đứng lấy một cái này này. Thôi đứng lấy một cái, cứ cười đẹp này. Đứng ra nghe nghe như này. Rồi. Rồi nhá. Nhìn đây. Cô đó đây này. Cầm chắc phá sổ đi cầm. Không rồi, đội hình áo dài rồi, ít thịt. Nó chỉ là cái nhất 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 nhất. Vào vào hẳn đi, vào hẳn cửa đi. Kéo váy lên rồi. Phần đấy là cái phần không có tổ chức ông đi rửa tắc kè chụp ảnh ấy nhỉ. Lịch sự. Ông rửa tắc kè. Thả váy xuống, đúng rồi, thả váy xuống. Chồng là phải về đấy con dâu và nhà quê là phải đỡ nón cho con dâu đưa vào vườn. Dơ cao lên chứ, mặt dơ cao lên. Mấy hương nhiều quá, đang phải chạy ra ngoài. Chắc cụ thực tập mai kia. Cắm mạnh rồi chú. Chẳng mấy nữa là đến lần khác cao mà làm thật thì chẳng hề. Không phải. Thôi đây để chúng nó ấy chứ. Không, con cháu không phải thắp. Con cháu về nhà không phải thắp hương. Chủ nhà phải thắp hương. Lấy rồi. Em ơi, đứng xa vào trong coi kìa. Đứng xa vào trong, hợp đứng xa vào trong. Đây này, nhìn vào cái chỗ này. Là cái cốc hơi cao mà. Cái từ anh chỉ cái. Anh chiều cao và. Đứng xa vào trong. Anh định nhìn vào bàn thờ tí đi, không nào quay. Lấy đi để cho ông viết nó quay. Đâu ra đấy? Em ơi, đừng đấy nhá, không được đi. Không, 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 À, anh Ngọc phải lên ôm cái này đúng không? Nào chưa, từ từ. Đây là cho cô dâu. Mệt quá. Rồi. Bỏ hoa này đẹp thật không nhỉ? Mà cầm cái nhau cũng có thì. Để tay chống à, như thế như chống này này. Hoa này. Một đời nha. Cô biết nó làm cho nó thành hoa mà cái tí. Phải gà nó kêu là. Đéo dài lên luôn chứ không. Không, không, không. Thôi, tất, 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 tất. Không. Cậu sợ mày dặn. Em lầm nghe. Khổ. Nào, thấy chưa vợ? Hả? Rồi, ngồi đây mình chụp cho cả này. Anh làm cạnh. Mọi ngồi đi. Em tắt đèn thì gặp nguồn vui xem này. Không có để đèn nhé. Đây tối quá. À, con ngồi. Nhìn lên này. Tươi, nhìn. Cậu tươi này. Rồi. Cậu để nguyên thế. Em này. Con vợ đấy nhá. Đấy nhá. Thôi đâu viếng rồi. Con. Thôi về bếp, nóng á. Thôi vừa chung chung. Xong chưa anh? Ngồi đây, ngồi đây. Đưa, đưa đi ra đây. Nhìn đây. Đưa đi ngang qua, hậu ngang thế. Vấn đề là cái đường đi lên là hơi xa. Đi ra mà xe mà phải theo nhau đèn xanh đèn đỏ để chờ nhau. Đoàn. Đưa đứng luôn, chồng xương, chồng xương. Nhiều đèn đỏ. Nhìn nhá này, hai chồng này.
Ngừng cao đầu lên, cố thấp. Đưa cao đầu lên. Đứng nó ngay lên tí được không? Không đứng được. Xếp ra. Đấy, ngồi ngồi vào cái kia. Đi. Cố đâu? Cái gì? Rồi, vào đây. Qua, vào. Rồi vào. Này, bây giờ để em một phút ở trong này. Rồi, ra ngay bây giờ. Chào, cái khôi gì? Andrea. Nhìn chùm cái kia trong gương á. Xong cả phần về. Mông má, bài này đúng là gọi là bài mông má. Cái này để cho hồng thôi, chứ chưa để đẹp trai sẵn thôi. Quá đẹp. Em lấy chú này quá đẹp luôn. Chú Trung thì mai giờ mai kia cũng không cần phải mông má làm đâu, cũng quá đẹp rồi. Cháu này thành phần cứ bài. Ngoài cái con. Không ai gì cả, ừ, không biết chứ. Trung chưa một số thôi chị. Đây nhá, đây này, mình có nghe một số cụ thể. Mình ghi nhá, từ trung tâm ra. Để nằm như trên giường lúc nãy đi. Nằm bên kia. Bóng lệch hết rồi. Thôi được, không sao cái đấy. Này, ôi chống bước cầm đi. Đi. Thôi này. Rồi. Chú để nằm ngang tí đi, một hai sao. Nằm ngửa luôn, cần gì nằm ngang.
Nhanh lên kệ người ta, mình đi đi về mình nhanh nhanh lên. Nhìn đây cái này, nhìn đây này. Đây là nhanh nhanh vào trước cái tàu đi, bảo tàu quay lại. Vớt mẹ cái tàu rồi. Nhanh nhanh cái tàu này.
Đứng dưng rộng hết vào được hết. Thôi nhá, đẹp rồi này. Thôi cứ đứng lên được hết đấy, được vào hết đấy, yên tâm. Cái kiểu lãnh đạo nhé. Mọi đâu, mọi đâu. Thôi nhá, được này các anh ơi. Chụp nhá. À, đây. Một, hai, đây. Rồi. Chụp riêng đi, chụp riêng đi. Rồi nào. Chúng ta ra chúng ta sẽ đưa từ trong này ra ngoài cổng. Thôi nhá. Ui, trước này có hai. Rồi. Можно оставить только жениха и невесту. Да, да. А, бани маня. Чего ты? О, да, да, да. Давай. 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 Давай, давай. Ờ, bọn này nhẹ nhàng mà thôi nhiều. Bao nhiêu bọn này bây giờ thấy mình cho nhiều nó đi theo rất rất visra. Đó, nó chỉ đến cổng thôi. Hai ông này đi vào chỗ này đi. Hai vợ chồng để tay vào nhé thôi. Hai vợ chồng để tay vào. Để tay vào. Đấy, cứ cúi 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 thấp vào từ từ. Cứ để nguyên đấy, để nguyên đấy. Để tay lên nhá. Rồi đẹp rồi. Rồi. Rồi xong nhá. Xong. Thank you.
chết mất rồi. Nhìn thấy nó có chết mất rồi. Có mất. Rồi nhìn thấy nào. Vào đâu 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 đâu. Đây. Đứng đây. Vào đây. Vào đây. Vào đứng vào đây. Đi từ từ thôi nào. Đi. Đi đây. Ông Tài ngồi vào vị trí. Xin các anh các chị và các bạn mở champagne và mở rượu. Так храм выглядел во время реставрации.